Đắt hơn Toyota Vios G 2 triệu đồng, đây là những gì mà bạn nhận được khi mua chiếc Avanza Premium. Có nhiều hơn 2 ghế, chờ được cả cây cảnh nếu cần, có cảnh báo điểm mù như xe tiền tỷ. Và quan trọng là làm dịch vụ thì chắc chắn là có nhiều cuốc hơn Vios. Còn nếu muốn tiết kiệm 2 triệu thì sau đây là những gì mà bạn sẽ có được khi mua chiếc Vios G. Đầu tiên là động cơ chạy thoáng hơn rất nhiều. Và tất nhiên là khoang nội thất cũng sang xịn mịn hơn rất nhiều. Đèn tự động, điều hòa tự động, cruise control, đúng là xe gia đình, nhưng là trên Vios cơ. Và cuối cùng là không ai có thể dùng Toyota Avanza để đi tiếp khách cả, Vios thì cố được.